Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Các bạn ơi, bọn mình đã bị quái vật buồn cờ bắt vào nhà tù của chúng nó rồi. Tại vì ốc đi vệ sinh không xả nước, xong ốc còn khai anh Bê Quý Thành là người làm chuyện đấy chứ. Em cũng là đổ oan cho người khác. Nhưng mà em không thể đi tù một mình được, em phải có bạn tù chứ. Ôi giời ơi, mà tù của bạn này rất lạ, nó nhốt mình vào trong nhà vệ sinh, các bạn đã không thả mình ra. Bây giờ tụi mình phải tìm cách trốn khỏi cái phòng vệ sinh mà có bọn toilet, bọn quái vật bồn cầu này canh giữ. Tên nó là Skibidi Toilet các bạn ạ. Các bạn ơi, nhớ like video, đăng ký kênh cho bọn mình. Bọn mình phải vượt ngục thôi. Rồi đi thôi. Rồi các bạn thấy gì không? Nó nhốt mình ở trong cái nhà vệ sinh này này. Đấy, ui giời ơi, từ hôm qua đến hôm nay mình chưa thoát khỏi đây. Thế là mình hít mùi nhà vệ sinh này muốn choáng luôn rồi. Đúng rồi, mùi đấy người ta gọi là mùi ammonia. Là mùi nước tiểu đó hả ông? Thì có thể thoát khỏi đây được các bạn ạ. Đây là bồn rửa tay đã. Xong rồi. Đúng rồi. Ôi sao lại đứng trên bầu trời này? Không, đấy là nó đang spa. Đấy tè. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải tìm cách thoát khỏi cái nhà vệ sinh này. Không là mình ở đây á cả đời không, đây biến thành nhà của mình. Các bạn bảo anh mới có đành sống trong nhà vệ sinh à? Thôi, bốc mùi lắm. Đúng rồi. Đây này. Chướng ngại vật đầu tiên chính là những con quái vật bồn cầu có gương mặt giống hệt Bê Quý Thành đang đi đi lại lại. Giống anh đâu mà giống anh, nó giống khác mà. Nó khác anh hoàn toàn luôn ấy. Bọn này là những cái con nó canh giữ nha các bạn, để nó hạn chế những người khác trốn khỏi cái nhà vệ sinh này. Đi đi, anh chạy qua đi. Bọn này làm sao mà đủ trình độ để ngăn cản Bê Quý Thành? Không ai cản bước được Bê Quý Thành Gaming. À ghê đấy. Hay đấy à? À, mặt mắt chố mắt chố mồm cười he he he, trông như đứa ngố làm sao có tuổi gì mà giữ chân được Bê Quý Thành. Bây giờ thấy leo cầu thang chưa? Vẫn còn nhiều chướng ngại vật lắm. Đây này, đây là lava nhá, lại còn đang bốc cháy luôn. Ui, trông như lửa nhỉ. Ô, cái lava lại trông như lửa. Đây, tôi còn treo tranh bồn cầu lên đây nữa, chả ngầu gì cả. Ui, kia kìa, cameraman kìa. Ờ, kệ nó đi, anh đi một phát chỗ này đi, xuyên qua luôn. Ờ. Thấy không, thấy băng tổ lái phái né mấy cái đường này không? Quá đỉnh. Cái gì vậy? Đây là một cái sân bên ngoài trời. Ui, tòa nhà bỏ hoang kìa Bê Quý Thành ơi. Ôi, sao nhiều ô tô bị hỏng ở đây thế nhỉ ông nhỉ? Ừ. Ui, con quái vật chim xanh. Cái gì vậy? Cái gì ấy? Ui, một vụ nổ. Tòi ra một con quái vật bồn cầu rất là ngầu. Ui, nó có súng kìa. Đúng rồi, thật các bạn. Ôi, ôi, trời ơi, cứu tôi. Ê, nó quẩy đến nơi rồi kìa. Lắp phản lực và đít nó chạy nhanh lắm. Kinh quá các bạn ơi, bồn cầu có súng, bồn cầu xe tăng. Nào, đến đây mà bắt này, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Ui, nó đi xuyên qua cái xe tăng luôn các bạn ơi, nó không, nó kiểu nó đè được cái xe tăng luôn. Nó to hơn mà. Ui kìa, nhìn người ta đang in một cái báo cáo gì đấy liên quan đến bồn cầu kìa. Ờ, đấy, lại bọn bồn cầu này, nó cứ chặn đường mình, nó canh giữ mình ở đây thôi. Nhưng mà, Bê Quý Thành làm sao mà bị mấy con bồn cầu không hề ngầu này bắt được. Bạn mình kinh rồi. Nhìn kiểu lính canh nhỉ ông nhỉ. Ừ, cứ đi đi lại lại là canh giữ còn gì nữa. Tuổi luôn, anh Bê Quý Thành chơi một phát quả luôn. Quá đỉnh luôn. Trên nó ghi cái gì? Ui! Ồ! Bồn cầu lắm dâu, bồn cầu người lính. Đâu em đọc cái thông báo này nào. Đây, 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 anh cho em đọc. Đây. Wow, bro. À, wow, wow, bro. Tức là, wow, bạn squad laughing cái gì mà cười à? Cái gì mà đang buồn cười à? Ờ, chả hiểu cái chả gì hiểu gì. Ui, nhìn này, bồn cầu người lính ốc sợ nhất đây này. Ui, nhiều dâu quá à. Ui, nó quay xe rồi. Bây giờ mình phải kiểu như náu nó vào những cái chỗ hốc này này. Ôi giời, đơn giản như này. Né. Ui, anh nào kia, anh nào cơ bắp cuồn cuộn như kiểu lực sĩ luôn. Mình chơi game đấy rồi mà, không nhớ à? À, anh tập gym. Đúng rồi. Đúng rồi, tập gym lúc 3 giờ sáng ấy các bạn. Ngáo thật một sự. Một phát. Ui, đây có hình cánh cửa hình con chó. Cánh cửa hình con chó không làm khó được Bê Quý Thành đâu. Rất là chơi chữ. Lại một con chó nữa kìa Bê Quý Thành. Nó lừa mày các bạn, nó bảo chê thơ dở. Không được. Làm thơ phải biết gieo vần, nếu không gieo được thì thơ hơi ngang. What the hell? Em nói thơ ngang đấy không ạ? Em mới là đứa ngang ấy. Làm thơ hay mà. Dưới có một con bồn cầu điện giật TT đấy. Nếu mà mình rơi vào là điện giật TT chết từ từ đấy. Đây là không, bây giờ. Điện giật TT chết luôn. Ui, con này nó chạy nhanh thế. Nó có... chắc là nó được chạy motor điện. Ôi này, các bạn này nhìn mặt nó này đấy. Đằng sau nó có những kiểu động cơ điện á. Đúng rồi, nó có cái rắc cắm kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nhảy. Mình ở đâu là nó sẽ chạy từ đấy, mình chỉ cần trượt chân rơi xuống một cái nên như thế này nè. Là mình bị chết luôn. Đây là mẫu thôi. Là mẫu có mà, vô tình cái trượt chân thì bà lại bảo là mẫu. Anh bảo là mẫu mà. Rơi xuống một cái là bị nó cắn luôn các bạn ạ. Như
những cái chỗ như này anh chơi một phát qua luôn. Các bạn còn xem còn bị chóng mặt luôn mà vì anh chơi quá hay. Đâu. Phan này chết này. Các bạn chóng mặt chưa? Phan này rơi này. Ai được anh ghê. Chỉ có em rơi thôi. Anh không bao giờ rơi như một đứa dở hơi. Ui, mê cung à? À, bồn cậu biết tí luôn. Anh cứ chê em, hôm sau em sẽ chơi game này cho anh biết thế nào lấy độ, em chơi còn giỏi hơn anh luôn. Ui giời ơi, làm sao mà bắt được Bí Quý Thành. Ui, mấy con bồn cầu ngu xí này. Ơi, ngõ cụt đấy. Ngõ cụt cũng không bắt được anh luôn cho nhanh. À đây, mũi tên. Thấy gì chưa? Có nghe chưa? Nghe chưa? Được, anh là nhất anh. Ôi, bồn cầu người lính kìa. Sao gọi là 2 round liền đều gặp con này. Ồ, nó mắc cụt. Con này ngủ thật các bạn. Con này ngủ thật lắm râu nhưng mà ngủ mắt chố chố đang trông như đường ngố luôn. Chạy đi. Ui, nó thoát rồi. Nó còn vừa canh giữ vừa bật loa nữa các bạn ơi. Ui, bồn cầu DJ. Bồn cầu tức là đi trên dây ấy hả? Không, nó đánh bàn DJ ấy, đánh nhạc ấy. Nó đánh này. Đi đen à? Tưởng DJ là người ta đi ở trên sợi dây. Không phải, người ta đánh cái này, ra nhạc ở trên ba club đấy. Quay cái điệu. Đấy, đi đeo tai nghe chưa? À, mình đi và nó đuổi theo mình đấy. Nó làm sao mà đuổi được anh? Mấy con này tuổi con ngàn con cho nhanh. Ghê nhảy qua mặt nó, được anh nhỉ? Đừng có đùa với Bí Quý Thành hot boy, đâu không hề cắt môi. Gì đây? Bồn cầu bị nhúng vào các chất axit. Đừng có đùa với Bí Quý Thành hot boy, đâu không hề cắt môi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Với cả người luôn. Nhảy phát qua đây, nhảy phát lên đây, nhảy phát sang. Được anh. Nhảy phát. Ôi, chân ngắn thì lại cần. Chắc đứa ấy cười mình. Sao bạn dám cười tôi? Bạn có biết tôi là pro player game không? Bạn đừng bốc phét. Nhìn này, tôi chơi một phát thắng luôn. Gì đây? Gì vậy? Chắc là thoát rồi. Nó trải thảm đỏ chắc thoát rồi. Đúng rồi. Ta đi thênh thang trên thảm đỏ, ta là hot boy. Thảm đỏ người ta phải chụp ảnh. Chụp ảnh nào. Anh em, chụp ảnh. Chụp ảnh. Tạch. Rồi, ok, quá đẹp trai. Gì vậy? Sao có bồn cầu to đùng kia đấy không? Sao lại có một cái chắc bồn... là có một đứa khổng lồ nó ngồi. Ôi, chùm cuối. Quái vật bực. Ôi, bắn laser, ta bắn chột mắt mày luôn. Nó bắn ra từ mắt kìa các bạn ơi. Nó bắn ra từ mắt, anh bắn chột mắt nó luôn. Ê. Anh toàn bắn chuột thôi, nãy giờ chả mất tí máu nào. Đây rồi, bắn vào cái cổ đó nha các bạn. Cái thành bồn cầu nhá. Nào cười đi, cười hộ. Thấy anh toàn bắn chuột thôi. Bắn chuẩn nhá còn gì. Bắn vào cái chỗ giữa, đấy đúng rồi, bắn đấy, đừng bắn lên trên mặt nó, bắn trượt chắc à. Đấy, con này tuổi gì luôn cho nhanh. Con này mạnh nha các bạn. Ui, ơi, máu nó mạnh luôn. Nó nhảy lên để nó dẫm bẹp dí như cái bạn khác á. Một bạn kìa. Nhiều sắc màu kia đi hy sinh rồi. Tuổi, con này sao mà tấn công được anh nhìn nè, thấy không? Anh lát thử lo đầu vào đâu mà nói này. Thì nó dẫm cho mình mất gì. Mắt laser màu vàng luôn các bạn ghi thật đấy. Nó đốt đấy các bạn ạ, đừng đùa. Con này chùm cuối mà. Nó còn cười, nó trêu anh các bạn cay ấy nhỉ. Nhìn răng nó trắng nhỉ. Trắng hơn là răng Bí Quý Thành. Nhưng mà sao lại cái mép nó nhếch lên nhỉ. Nó cười như này. Giống dốc cơ á. Cười dốc cơ à. Nó không giống dốc cơ mà nó giống đứa ngáo ngơ hơn các bạn. Ngáo ngơ nó sắp đè bẹp anh rồi á. Còn quái vật bồn cầu tuổi gì mỗi lần đấu lên anh. Nó đi nhanh lắm. Đúng là quái vật bồn cầu chùm cuối có khác. Bắn nó rất là trâu các bạn. Bắn từ nãy đến giờ phải khoảng mấy phút rồi mà nó còn chưa chết. Nó trâu chứ. Nó còn cứ mắt trâu trố. Hai mắt như hai cái gì. Như hai cái mắt lợn luộc. Ôi nghe nói là cái game quái vật bồn cầu á. Cái con này quái vật này nó còn có sự tích. Có kiểu như câu chuyện ấy. Có từ tập 1 đến tập 35 ấy. Thế đã ốc kể cho anh em tóm tắt xem nào. Đã xem đâu mà kể, hôm sau mình cùng xem. Ôi giời ơi. Các bạn có biết cái đấy không? Biết thì bình luận phía dưới nhá. Câu chuyện cổ tích chiếc bồn cầu nhà em. Ngày xưa cách đây lâu lắm rồi. Chính là ngày hôm qua em đi vệ sinh xong có một cái mặt thò lên từ bồn cầu và em nghĩ thế là rất ngầu nhưng không, nó cắn chết em. Hết chuyện cổ tích. Ngày xưa lâu ơi là lâu, từ ngày hôm qua rồi. Câu chuyện là Bí Quý Thành đi toilet không xả nước, thế là bị quái vật bồn cầu bắt vào đây. Đấy là em, sao em đổ cho anh các bạn ạ. Ốc đổ cho anh, thế là anh cũng bị bắt vào nhà tù của bọn quái vật bồn cầu này. Xong bây giờ anh phải tìm cách thoát ra. Nó hỏi em có đồng bọn không thì em bảo có. Anh có đi vệ sinh cùng em đâu, đi một mình em. Em phải bảo anh là đồng bọn. Có ai đi vệ sinh lại có đi cùng nhau đâu. Đấy, anh tiêu diệt được nó rồi. Oh, anh quá ngầu. Anh quá ngầu và đẹp trai.
Ui, anh thắng rồi, you won. Vậy là trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành đã thoát khỏi nhà tù. Không hẳn là nhà tù các bạn ạ, nó nhốt mình trong nhà vệ sinh các bạn. Đúng rồi. Và Bê Quy Thành đã thấy mình đẹp trai và không còn bốc mùi như khi ở trong nhà vệ sinh nữa. Và bài học rút ra là các bạn đi vệ sinh nhớ xả nước nha. Nhớ lau chùi bồn cầu cũng như là vệ sinh phòng vệ sinh thật là sạch sẽ. Đúng rồi, nếu không có bồn cầu sẽ chui lên và ăn thịt các bạn. Đúng rồi, và có rất nhiều vi khuẩn nó cũng làm mình bị bệnh nữa. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thêm nhiều video mới. Bye bye. Bye bye. Các bạn có sợ quái vật bồn cầu không, bình luận ở dưới nhá. Chứ mình mà đi toilet mà nhìn thấy con quái vật bồn cầu anh chạy mất dép luôn. Em cũng thế. Nhưng mà phải mặc quần áo nhá trước khi chạy ra. Đúng, xấu rồi.